Rồi, xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn chút xíu về cách mà mình sử dụng cái lồng bẫy tắc kè các bạn ha. Lồng bẫy tắc kè là cái loại này. Thì diễn em mua chỗ mình về thì nói là cái hôm sao nó cứ ngắt hay sao nó vô. Thì anh em đầu tiên là anh em phải chú ý là cái hôm này các anh nhiều lúc nó sẽ bị kẹt các bạn ha. Nó kẹt hôm á. Thì các bạn coi mình nó nới tay mình gỡ cái hôm nó phải nhẹ như vậy nè các bạn ha. Đó. Và thấy không, nó bình thường vậy nè, con tắc kè nó luồn vô đây nha. Đó, nó luồn vô được hết nha các bạn. Các bạn hỏi có gỡ mấy cái mối kẽm này ra không? Không có gỡ gì hết các bạn ha. Giờ là mình để nguyên về mình sử dụng thôi. Các bạn chỉ cần kiểm tra cái hôm xem nó có kẹt hay không thôi. Nếu mà trường hợp nó có kẹt hôm thì các bạn cứ bóp ở hai cái hành xung quanh vậy nè để mình giải phóng cái hôm ra ha. Bóp bóp sơ sơ à. Hoặc là nó bị kẹt là do cái chỗ mối kẽm cắt này các bạn nó đang lại ha. Nha. Cái đuôi này nè, nó đang nhau thì mình chỉ cần lấy tay mình lận ra vậy là nó ok rồi ha bạn ha, không có gì hết, quan trọng nhất là cái đó thôi. Đó, lưới này là lưới 4 ly ha bạn ha. Nè, lưới 4 ly và mình thả con dế vào, mình bẫy tắc kè nha các bạn. Và dế mình sử dụng là dế chim á, là các bạn bỏ vô trong này là nó đã không có lọt rồi, rất là thoải mái luôn. Đó. Đó. Không có bị sợ con dế nó chui ra nha các bạn, con tắc kè nó luồn vô đây. Và cái bẫy này mình không có che chắn gì hết ha bạn ha. Các bạn để cho mấy con dế nó tự do nó chạy trong này. Thì con tắc kè nó kêu vòng vòng, ví dụ nó kêu góc nhà, đầu tủ, đầu giường, ha, bất cứ chỗ nào. Và mình cứ để cái bẫy, mình nghiên cứu sao mình để cái bẫy gần đó. Hoặc là được thì các bạn, ha, trường hợp mà nghiệt ngã quá thì mình treo trên tường, ha, mình dán lại trên tường vậy cũng được. Gần gần chỗ con tắc kè là nó có là nó tới là nó chui vô nó ăn mấy con dế rồi nha các bạn. Con tắc kè nó dạng lắm ha bạn ha. Đó, mình bẫy rất là nhiều rồi, đó, mình có để hình ảnh cho các bạn xem tham khảo luôn đó nha các bạn. Thì các bạn cứ bẫy bằng dế ha. Trường hợp nào mà các bạn không có tìm được dế thì mình cứ bắt đỡ mấy con cào cào mình sử dụng thôi. Côn trùng cứ bỏ vô đây, loại nào mà nó to to một chút á, không có chui ra được cái ô lưới này là mình chơi được các bạn ha. Và lý tưởng nhất thì các bạn cứ sử dụng dế cho mình, rất là nhạy luôn nha các bạn. Thì một số cái điểm lưu ý để mình sử dụng cái bẫy tắc kè hiệu quả nó là như vậy ha. Chúc các bạn bẫy tắc kè thành công nha. Xin chào tất cả các bạn.